tủ lên trước khi đóng nha. Khi đóng thì bài học á, thì quay từng hộp này. Đây. Con Z thì nó sẽ kéo vào 1 hộp, cái này kéo vào 2 hộp, kéo vào nhiều hộp này. Con Z mới là khóa. Ok nha. Cái rãnh này để cho mình mua thanh divider mình chia. Chia nhé. Rồi. Cái này là cái để cho mình bắt cái qua cái tay vào đây. Về các bạn gắn vào đây như này này. Rồi nó có hai con ốc đây, ốc này sẽ bắt vào chỗ này, thì tùy theo mình thích bắt bên đây cũng được, bắt bên đây cũng được, kiểu bắt bên đây, bắt bên đây cũng được nha, tùy theo nha, tùy theo mình thích đẩy hay kéo, thì nó chỉ bắt một bên thôi. Chìa khóa đây, chìa khóa nó sẽ có số ra đó, đây này, nhìn nó trùng với số này này, chấm pocket, đó là trùng số nha. Rồi, Đức này nó xịn. Bày hết một vòng xung quanh cái tủ đi. Thì đi đây. Không có tì vết. Mà đóng thì mình sẽ phải gỡ cái bánh xe ra thì mới để đẩy lên cái pallet được. Bánh xe, 4 cái bánh xe này sẽ tháo ra. Thì nó có clip hướng dẫn cách gắn bánh xe vào, thì mình sẽ gắn, nó có hai cái bánh xe có cái khóa, mình sẽ gắn cùng một bên này này. Kẻ xoay cái chân kia không xoay kia đúng rồi đấy, rồi kia kìa, bên kia đây kìa đấy. Đó, mình sẽ gắn hai cái bánh, nó có cái điều hướng này sang một bên nha, một bên để theo chiều dọc của tủ, theo bên có cái tay vịn này. Thường là người ta sẽ gắn lên tay vịn về tủ, vì khi mà mình đẩy đi nó sẽ dễ hơn là mình kéo. Không có một cái tì vết gì hết ha. Đây là 16 con ốc cho 4 cái bánh xe. Bánh xe này này. Đó. Tháo ra nó sẽ có 4 cái. 4 cái thì mỗi một cái con ốc, mỗi cái bánh xe nó có 4 cái lồng đèn nha. Các bạn 4 cái lồng đèn này. 4 con ốc, 4 cái lồng đèn. Cái lồng đèn này, cái lồng đèn vành. Đèn hoa. 16 con đủ nha. Lúc này đang chọc mông. Đây, mua bảo hiểm 50 triệu cho. Ba lớp. Lên trên. Mình để lật ngược sang đây đó là mình quấn cái kia xong. Được không? Rồi.
này là cái tay này, tay và chìa khóa, ốc ở đây chưa, chìa khóa này, ốc đây, rồi thả xuống, rồi 16 con ốc, đây, tiếp, bánh xe 4 cái, 3 cái là đi cái nhắc ha, rồi 4 cái, rồi, xong. Bây giờ lấy đổ mút xốp đây để chèn. Đổ mút vào đây. Đổ mút xốp vào đây chèn. Lấy gì lấy ở đây để nó không vào đây. Đó, nó không vào cạnh nó trước đã. Đây, chứa đó, chứa đó. Đấy, đấy, rồi. Đấy, rồi. Rồi, rồi. Giống như mình rót nó ổ cho chó nó nằm. Rồi, tôi mới cả cái đấy đó, bỏ vào đây, thả luôn. Đây, trên bên cái này. Cái gì? Còn nữa là đâu, nhét đầy rác vào đây. Đúng rồi. Đúng, cái này mình phải lợi dụng cái này. Bỏ đây, 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 lợi dụng cái này. Cái gì dài nó đấy. Từ từ, chưa, đây. Đó, trên một cái miếng này nó sẽ cứng. Rồi, để đeo lấy ra được chưa? Được chưa? Quấn màng, quấn 8 lớp màng vào. Màng này còn mới tới lớp mút xốp được. Rồi, lên rồi, lên gần rồi. Mặt tròn đó, mặt bóng vào trong, mặt bóng bọt bóng vào trong, đúng rồi. Kéo cái này vào đây tí. Hả? Sao? Cái to quá à, đúng không? Xả ra lấy một mét, kéo về đi xong á. Cái này
căng. Đúng rồi, xả ra đi. Xả một bông thôi. Rồi. À, ok được rồi. Nhiều đó rồi, quá nhiều rồi. Cháu căng ra thì gì? Cháu căng á, dạ, cháu căng. Nó dài quá đúng không? Xong để xuống dưới. Để sát xuống dưới chứ. Tại cái vòng này xuống dưới vì nó dài mà. Để sát xuống dưới. Đó đây. Đó ra một vòng đi. Đấy, rồi, rồi, ok, được rồi, được rồi, được rồi. Đấy, sát xuống rồi. Một lớp thôi, một cái băng keo thôi, còn mình quấn lớp giấy phim là nó sẽ giữ chặt thôi, từ trên dưới. Thôi, thôi, bỏ thôi, được không? Mình vì giấy, cái giấy phim này khi mình quấn, mình để ý là nó sẽ chặt thôi.
Không cần băng keo, cái này nó chưa nướng mà. Tìm vật liệu đóng gói hết 1 triệu. Đóng gói là 3 triệu chứ. Công đóng gói không là 5 triệu. Ví lương đạt là thành 7 triệu. Rồi, đây. Được rồi, tắt được rồi. Đâu chụp cái nút, nhấn cái nút trắng cho chụp cái hình lại. Rồi. Đó
Không nói à. Với quá. Vùng đẹp luôn. Thank you.